Đây thấy không? Này nó rất là mong manh dễ vỡ nha mọi người. Chào buổi sáng mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bibel. Và bây giờ Di sẽ vô bên kia để mà check in, để mà hái một ít cái poison berry. Cái này là mâm xôi. Di thấy ở vườn này người ta khá là cẩn thận để mà bảo vệ cái quyền lợi của người ta, thì người ta bắt mình trước khi hái phải ký vào một cái đơn. Khi cái đơn đó là khi mà mình lỡ mà mình bị té hay bị chày, bị thương ở trên cái đất của người ta thì mình không có được quyền kiện hay là thua gì người ta hết. Vì nghe nói là trái mâm xôi khá là tốt cho sức khỏe nha. Nó giúp tăng cường hệ miễn dịch nè, giúp chống viêm, rồi nó cải thiện tâm trạng và giúp tăng cường trí nhớ. Di cần cái này nha, tại vì hồi lúc này Di hay bị quên lắm. Và nó giúp phòng chống ung thư nữa. Cái này gọi là trái poison berry ha. Nó là cùng một họ với cái trái mâm xôi á. Mà cái mâm xôi á thì Di thấy cái trái mà kêu là blackberry á. Blackberry đó là mâm xôi đen. Và cái raspberry á là mâm xôi đỏ. Và cái này á nó là vừa đỏ vừa đen. Thì chắc là nó là cái lai giữa cái mâm xôi đen và mâm xôi đỏ. Như nghĩ là vậy. Và nó gọi là poison berry. Đây để chỉ mọi người cách cách hái nha. Dễ ẹt không mọi người, cầm lên đây ha. Cầm cái trái rồi xong rồi cái kéo nó xuống là sẽ ra thôi. Cầm cái kéo xuống. Năm nay vừa thấy nó không có bự giống như năm ngoái. Mà cái loại này là nó không có bự giống như là cái loại đen nha mọi người. Sau khi mà mọi người hái được bao nhiêu đây ha, mọi người sẽ bỏ vào đây một chải thôi. Và còn lại mình sẽ bỏ vào trong miệng của mình. Nó chua chua, ngọt ngọt, rất là ngon. It's good, try it. Sweet. Yeah. Ồ, cái trái này đen nè. Ngon nè. Cái trái càng đen thì nó sẽ càng ngọt nha mọi người. Mà nên cái trái mà nó đỏ đỏ thì nó chua. Giống như trái này nè. Nó đỏ vậy á thì nó sẽ là chua ha. Để ăn thử coi nó chua cỡ nào. Nó chua quá chua. Quên. Di quên cái chai muối tiêu của Di. Phải đem theo cái chai muối tiêu là ngon luôn ha. Hôm nay tranh thủ đi sớm á mọi người. Tranh thủ đi sớm để mà cho đừng có đỡ nắng á. Nhưng mà vẫn nắng. Giờ mới có 7 giờ thôi mà nó nắng chói chang luôn. Đi hái chị hay bỏ vô trong cái xô đúng không, nhưng mà cái này là gì sẽ bỏ vô trong cái tray nó nhỏ như vậy thôi. Vì mọi người biết tại sao không, tại vì á cái berries này nó rất là kêu là mong manh dễ vỡ á. Nếu mà mình bỏ nhiều quá vô trong cái xô thì nó sẽ bị dập, là khi mà nó dập thì ăn sẽ không ngon nữa. Mà có thể giống như là làm kem hay là làm cái jelly á thì không sao, nhưng mà khi mà ăn á nó không còn ngon nữa. Nên gì để trong một cái nhỏ vậy thôi, mà để trong nhiều cái thì nó sẽ không có bị dập. Phải nâng niu nó giống như là nâng như trứng hứng như hoa ha mọi người. Cái loại berry này á mọi người, Di không có thấy bán ở trong siêu thị. Ở trong siêu thị người ta chỉ bán cái mâm xôi đen hoặc là mâm xôi đỏ thôi, chứ Di không có thấy cái loại này. Cái này là poison berry ha, đen đen đỏ đỏ. Wow, đây cái chỗ này nó bự nè. Để Di hái cái chỗ này nha. Quá trời luôn nè. Mình hái đây thì người ta tính là 7 đô một hao ha. Còn mình muốn ăn bao nhiêu thì mình ăn. Được ăn miễn phí ha. Ăn miễn phí tại vườn. Đây thấy không? Này nó rất là mong manh dễ vỡ nha mọi người, nên mọi người phải nâng niu nó phải nhẹ nhàng như nó thôi. Đừng có làm mạnh tay quá thì tụi nó sẽ bị vỡ nát hết.
những cái trái này đây. Một trái nó bự bằng kia luôn, thấy không? Đây nữa. Trái này bự nè. Quá trời bự luôn. Ba trái thôi mà nó muốn đầy tay dư luôn rồi nè. Mê ha. Ồ, trái đen nè. Wanna try this? Pretty sweet. Của gì đã đầy rồi mà của nó chưa có đầy nữa. Sau khoảng 20 phút thì Duy đã hái được hai cái trái như vậy rồi mọi người ơi. Bây giờ Duy sẽ đi vô trong kia để mà tính tiền ha. Bây giờ Duy sẽ đi qua trong kia, qua bên kia đó để mà tính tiền nha mọi người. Thank you. Okay, 57.60. Giờ Duy sẽ đi về và làm siro mâm xôi. Và đây cái berry của Duy đã rửa xong. Ở đây Duy có 3 thau berry, sample xịn berry. Xong rồi Duy sẽ cho vô một thau đường. Duy sẽ trộn lên cho nó ra nước. Để đó cho nó, Duy sẽ đi làm. Và khi chiều về đi làm thì Duy sẽ sơn nó lên. Sau khi đi làm về thì nó sẽ nó ra nước. Cái bối thành berry của Duy nó ra nước như vậy nè mọi người. Đây nhìn cái màu của nó nè. Đẹp không? Quá đẹp ha. Giờ Duy sẽ bắt nó lên cái bếp và sẽ nấu nó ha. Và nó đã sôi. Đây nhìn cái màu đẹp không? Giờ Duy sẽ nhỏ lửa xuống. Đây là thành phẩm. Giờ mình sẽ xử nó thôi. Cái màu đẹp không? Rất là đẹp nha. Nó chẳng những đẹp mà nó còn ngon nữa, nó thơm lắm. Để cho tô nó thử độc. Thử độc coi có bị sao không? Are you gonna drop dead? It's good, huh? Mm-hmm. Very good.